Kính chào quý vị và các bạn. Sau chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với cơn bão số 3 trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông và kết hợp với hội tụ gió nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng núi nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Thời điểm có mưa chủ yếu là vào chiều tối, đêm và sáng sớm nên trong ngày vẫn có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực miền Trung, nắng nóng vẫn xảy ra. Các tỉnh từ Nghệ An xuống đến Phú Yên vẫn duy trì mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ, cháy rừng bị đẩy lên cao, người dân cần hết sức cảnh giác. Về chiều tối, mưa dông chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi, tuy nhiên người dân vẫn cần lưu ý với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió mạnh. Phần còn lại, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn đôi chút khi trưa chiều phổ biến từ 31 đến 34 độ. Chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam nên tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều mang thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Về chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông, người dân cần hết sức lưu ý khả năng xảy ra lốc sét và gió giật gây nguy hiểm cho các hoạt động dân sinh và sản xuất. Ban ngày hai khu vực đều có nắng yếu nên nhiệt độ biến đổi không nhiều. Cao nhất ngày mai tại Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Đến với tin tức về cơn bão số 3 trên Biển Đông, vào hồi 13 giờ hôm nay ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Trong những giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lại thành bão và đổi hướng di chuyển ra phía Biển Đông. Đây là cơn bão có diễn biến khó lường nên cho dù chưa có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, nhưng quý vị và các bạn vẫn cần liên tục cập nhật tin tức bão trong các bản tin tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thông tin trên đã kết thúc bản tin chung của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, mưa tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm, ngày nắng gián đoạn, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, mưa tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng lốc sét, gió mạnh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,65 đến 0,85 m, thấp hơn báo động 1 từ 2,15 đến 2,35 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,7 đến 0,9 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,6 đến 1,8 m.